4, tác giả Cuồng Vân nói, tất cả tăng ni Phật tử chỉ yêu cầu tặc trụ Nguyễn Nhân làm rõ nguồn gốc của huyền ký của Đức Phật do ông viết được chiết xuất từ đâu, chiết xuất từ đâu. Vậy xin soạn giả Nguyễn Nhân giải thích rõ. 1. Tại sao cuốn huyền ký của Đức Phật bí mật truyền theo dòng Thiền Tông lại không có trong các Đại Tạng Kinh? Bây giờ sẽ trả lời từ cầu. Đã huyền ký Đức Phật bí mật truyền theo dòng Thiền Tông, 36 ông tổ truyền đi, vậy làm sao có vũ ở trong kinh sách? Bí mật còn ông, tôi nói từ ngày xưa mà lục tổ Huệ Năng công bố lần thứ nhất, cái quyển giáo lý không công bố được là vì nó không có chữ, ông cũng không biết sao ông coi. Võ Tắc Thiên còn không biết cái này, biết cái giáo lý mà không biết cái chữ. Hỏi lục tổ cũng biết luôn, nó tôi cũng không biết nữa. Thì tôi có nhiệm vụ là ông trước đưa tôi năm quyển sách này, tôi tới nay tôi giữ bảo công bố này, tôi công bố năm cái quyển này thôi, bốn quyển này còn có quyển giáo lý không có công bố được, mà nó phải đi theo dòng Thiền Tông đến khi Long Nữ á, tìm cái Long Nữ học lúc đó ông không biết Long Nữ là ai nữa. Long Nữ ở đất rồng, mà hỏi đất rồng, tìm đất rồng không biết đất rồng nằm ở đâu nữa. Thành ra mình người Việt Nam mình mới hiểu đất rồng là cái gì. Thì tổ tiên mình là nói là con rồng, con tiên, người ta mới nó hiểu đất rồng thôi. Vì thế mà lục tổ Huệ Năng cũng không hiểu tại làm sao mà ở ngoài thì để giáo lý mà trong ruột không có chữ. Vua Võ Thất Thiên cũng vẫn nhìn được cái quyển này mà cũng không hiểu. Hỏi biết tìm cách làm sao đọc cái này, không biết. Thì trong cái quyển giáo lý có một câu thế này nè: sách này duy nhất để Long Nữ đọc. Long Nữ đọc. Lục tổ cũng biết đó, Long Nữ đọc mà không biết Long Nữ là ai luôn á. Bởi vì từ lục tổ tới giờ là trên một ngàn năm rồi. Mà bây giờ đó, thì trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có đề cập đến Long Nữ, người ta hiểu Long Nữ thôi, chứ không biết là Long Nữ là ai. Vì thế mà có nhiều thầy nói là Long Nữ là con của vua Ma Kiệt Đài. Mà giờ đi tìm trong lịch sử thì không thấy cái nước nó nằm ở chỗ nào. Mà con có Long Dương nữa, mà Long Dương thì làm sao dưới biển, làm sao ai chu dưới biết. Bây giờ các nước tiên tiến nó có tàu lặn, nó lặn thuốc dưới cũng không thấy Long Dương nằm đâu đó, thì đâu biết sao. Thì bây giờ khi giải mã ra thì nó Long Nữ. Long Nữ là cái người nữ của ở nước rồng thôi, chỉ biết nó vậy thôi. Giờ có nhiều người nói ủa tại sao mà như Long Thành thì cũng có Long Nữ, tôi nói Long Nam chứ có Long Nữ đâu. Muốn Long Nữ đúng là người nữ ở cái nước có Tiểu Long á, nhưng mà phải người nữ, mà người nữ nó phải nắm được cái quyển sách này nè mới đúng là Long Nữ. Chứ Long Nữ thiếu gì người nữ ở đất rồng, nhưng mà không có mấy quyển sách này sao đúng là Long Nữ được. Đó là ông Phật ẩn ý ông dạy vậy thôi. Còn bây giờ nói đúng ra đó, cái này nó ra đời á, thì nó phá những cái người cúng tụng lại lục cầu sinh, xin xăm bói quẻ dân sao giải hạn. Phá mấy ổng là mẹ ổng chửi vậy thôi, cái này là đương nhiên thôi. Nghe không? Tức mà, giống như người ta tức mà. Ta đang làm ăn ngon lành tự nhiên công bố này ra không làm ăn được, nó chửi. Cái chuyện đó phải chấp nhận thôi. Mình chấp nhận mình cho mình công bố ra, phải cho người ta chửi cho thoải mái người ta. Thấy không? Thì cứ chửi đi, tôi nói chửi vậy còn nhẹ lắm. Dùng những danh từ nào nặng hơn cũng được, không sao đâu. Nhưng mà đừng có đánh tôi thôi. Đứng ngoài chửi thoải mái luôn, muốn chửi kiểu gì chửi. Thấy không? Muốn chửi bất cứ ngôn từ gì cũng được, không sao. Rồi hỏi tiếp đi. Khi Đức Phật kiểm thiền, Ngài đưa cành hoa sen lên và nói: ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, pháp môn nhiệm màu, không lập văn tự, ngoài giáo lý truyền riêng, trực chỉ chân tánh, kiến tánh thành Phật. Chỉ có ông Maha Ca Diếp mỉm cười và được nhận tổ vị, nghĩa là sao ạ? Cái câu chuyện mà khi ông Maha Ca Diếp á, ông nhìn được cái cành hoa sen, ông mới thấy bằng cái tánh Phật của ông, thì xung quanh đó không ai hiểu cái gì,
thì Đức Phật mới nói một cái câu nguyên văn thế này: ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, pháp môn mầu nhiệm, bất lập văn tự, ngoài kinh điển truyền riêng, truyền theo dòng thiền tông, để đến long nữ công bố ra. Đó là nguyên tắc. Nhờ ông Ma Ca Diếp là người đầu tiên mang cái quyền ký giáo lý và mấy cuốn sách kia đi theo cái dòng thiền, lời đi long nữ công bố ra. Thì nói đúng là lúc đó long nữ cũng lớn tuổi rồi, thì cũng đẻ ra đứa con. Đến giờ thôi má đẻ con ra thì thật con giúp má được không? Thì má đưa tôi coi này, tôi biết hết, tôi nói được. Cái này không sao, nhưng mà nên nhớ một điều á là con phải lớn tuổi rồi, chứ mà 20-30 tuổi mà công bố nó giết con liền á. Không, thì đến đời minh triết con mới phổ biến này ra. Được không? Nó được. Hỏi minh triết là ai? Nó nói, tao không biết nữa. Biết đến đời minh triết thì tới đó hay. Chứ hỏi đời minh triết là ai hơn? Bạn cũng không biết, mà tôi cũng không biết ai. Mà khi đứng xây chùa ra thì tôi mới biết rằng, mới trực nhớ lại cái câu chuyện 24 câu kệ: đến đời minh triết nên xây chùa thiền, khởi đầu tuy có não phiền, nhiều người muốn phá chứ phiền mà chi. Thì mới hiểu được là cái chuyện đó nó xảy ra rồi mình mới thấy, mình mới hiểu. Thì lúc đó là bắt đầu chuẩn bị công bố rồi đó. Thấy không? Thành ra mình thôi hiểu. Thì sao bây giờ bà già bà biểu mình thì cứ cố gắng làm cho trọn vẹn thôi. Chứ còn mình cũng không có ước ao gì mà được có thành công hay không biết. Nhưng mà nên nhớ rằng kim cang giúp đỡ tức thì. Khi có xảy ra câu chuyện thì có ông kim cang ông giúp cho, đừng có lo cái chuyện này. Vì thế mà có khi tôi thấy dường như bít lối á. Nhưng mà bữa trước bít lối, qua ngày sau lối nó mở ra liền. Đó, tôi thấy tôi cũng mừng. Thì thôi tôi nói thật là ráng nhắm mắt đi thì tới đâu tới. Chứ khi mà xuất bản sách ra rồi mà khi chuẩn bị công bố xin phép không phải đơn giản đâu. Nó xin mà từ tỉnh nó kéo vòng vòng là mấy tháng trời. Mà cái ngày công bố cả ngàn người đến đây chứ không có giải đâu. Nếu mà mình làm không có cái đủ lực thì không khó mà công bố ra lắm. Thì thôi bây giờ nó cũng thành công rồi thì cũng mừng. Bữa nay thì ngồi đây nói chuyện, giải đáp những cái gì thắc mắc. Tôi sẽ nói hết những cái gì thắc mắc. Mà nhưng mà cũng nên nói nhớ một điều á. Những cái gì mà nó đụng chạm người khác nhiều quá tôi không nói. Đụng ít tôi nói, chứ đụng nhiều quá tôi không dám nói. Thì cũng nói cho biết trước rằng những cái gì đụng chạm nhiều lắm tôi không dám nói thôi. À, thì cái đó nó nằm trong cái giáo lý. Trong giáo lý Đức Phật nói hết quệt tẹt đó, không có sót một chút nào hết. Vì thế mà tôi nói là cái giáo lý nó phải là cấp quốc gia nói mới được, chứ cái chùa này không dám nói cái giáo lý này đâu. Rồi, con hỏi tiếp đi.